Chào các bé, hôm nay chị Binh Kỳ sẽ hướng dẫn các bé vẽ một nhân vật Disney cực kỳ láo lĩnh và dễ thương. Đó chính là bạn Phineas trong series hoạt hình Phineas and Ferb. Chúng ta bắt đầu vẽ nhé. Đầu tiên, chị vẽ một hình tam giác để tạo thành phần đầu cho bạn Phineas. Sau đó, chúng ta vẽ phần thân và phần chân cho bạn ấy. Bạn Phineas của chúng ta khá ốm nên các bé vẽ chân cho bạn ấy nhỏ nhỏ thôi nhé. Bây giờ các bé cùng chị tô đậm lại những nét vẽ cho phần đầu. Sau đó chúng ta vẽ các chi tiết nhỏ để tạo thành bộ quần áo và đôi giày đặc trưng cho bạn Phineas nhé. Tiếp theo, chị vẽ hai tay cong cong, hai mắt to tròn, và cái miệng cười lém lỉnh, và cả chỏm tóc cây dừa trên đỉnh đầu cho bạn ấy nữa nhé. Ta xóa đi những nét vẽ dư. Tô lại những đường cong mờ. Cuối cùng, chị vẽ thêm những sọc ngang cho chiếc áo của bạn Phineas. Ta-da! Thế là hoàn tất phần vẽ rồi. Cùng chị tô màu thôi. Đầu tiên, chị dùng màu cam để tô viền cho phần đầu, cánh tay, hai chân của bạn Phineas. Sau đó chúng ta dùng bút màu da để tô lại phần màu mới viền nhé. Theo, chị dùng màu cam đậm để tô chỏm tóc cây dừa đặc trưng cho bạn ấy nhé. Bây giờ chúng ta sẽ dùng màu xanh dương đậm để tô cho chiếc quần và đôi giày thể thao. Các bé nhớ là chúng ta sẽ tô viền trước để không bị lem nha.
sau đó chị dùng màu vàng đậm và vàng tươi để tô sọc ngang chiếc áo của bạn ấy nhé. Và chị dùng màu đen để tô cho hai mắt của bạn Phoenix. Tô viền cho cả bộ quần áo và đôi giày thể thao nữa nhé. Cùng chị tô 3 chấm dưới tóc bạn Phoenix bằng màu cam. Tên, thế là hoàn tất phần vẽ và tô màu rồi. Mà ngay trên này đi khoe bạn bè thôi. Chào các bé và hẹn gặp lại lần sau. Chào các bé, chị Bính Kỳ và bạn siêu nhân bút chì đã quay lại rồi đây. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau vẽ một nhân vật khá nổi tiếng, đó chính là chú chim giận dữ, hay còn gọi là Angry Bird. Sẵn sàng chưa nào? Bắt đầu vẽ thôi. Đầu tiên, chúng ta vẽ hai đường cắt nhau, tạo thành hình chữ thập to giữa trang giấy.